Xin chào mọi người. Hôm nay video này thì muốn chia sẻ với các bạn cách thể nhận được những món đồ dành cho em bé, những mẫu thử đến từ một số trang mạng online mà hoàn toàn miễn phí luôn. Và hôm nay thì sẽ chia sẻ với các bạn những trang web mà Thủy đã đăng ký và những món đồ mà Thủy nhận được. Các bạn cùng theo dõi nha. Khi mà Thủy bắt đầu có em bé thì Thủy có tìm hiểu một số những cái video liên quan đến em bé, và Thủy biết được rằng là ở bên Mỹ họ có rất là nhiều website gửi mẫu thử, gửi những cái sản phẩm đến tận nhà để cho mẹ và bé có thể thử. Thì có một số trang web thì hoàn toàn miễn phí, có một số trang web thì các bạn những món đồ đó thì hoàn toàn miễn phí nhưng các bạn phải trả tiền shipping, trả tiền vận chuyển. Thì Thủy đã coi một số video và Thủy có chọn lọc ra những cái website, những cái kiểu như là những cái dịch vụ mà cái hộp ở trong những cái món đồ trong cái hộp đó mình cảm thấy rằng mình muốn thử, hoặc là nó có vẻ như là có những cái đồ mà có giá trị, chứ Thủy không có muốn nhận những cái thùng mà toàn là mẫu thử mà nhỏ như vậy á, thì Thủy cũng rất là lười thử cũng như là cũng khá là bất tiện. Và Thủy không có chọn những cái trang web mà nó tính tiền shipping, tính tiền vận chuyển, cho nên đây là một số những trang web mà hoàn toàn miễn phí, và những cái hộp mà Thủy nhận được những cái món đồ trong đó các bạn có thể sử dụng cho em bé trong một khoảng thời gian khá là lâu. Ok, không dài dòng nữa, bây giờ tụi mình cũng bắt đầu với trang web đầu tiên nha. Trang web đầu tiên thì muốn chia sẻ với các bạn đó chính là trang web Amazon, một trang web rất là lớn luôn. Và đây là cái hộp Amazon gọi là Welcome Baby Box. Và cái hộp này thì Thủy nhận được hoàn toàn miễn phí luôn. Và để nhận được cái thùng miễn phí như thế này thì các bạn chỉ cần thực hiện 3 bước rất là đơn giản. Thứ nhất, các bạn phải là Amazon Prime. Thì nếu như mà các bạn chưa là thành viên của Amazon Prime thì các bạn có thể thử trong vòng 30 ngày với phí là 5 đồng 99 thì phải. Bước thứ hai thì các bạn phải đăng ký, giống như là tạo một cái baby list ở trên cái trang Amazon. Các bạn tạo ra là giống như là những cái sản phẩm, những cái vật dụng mà các bạn cần cho em bé, các bạn chỉ cần tạo thôi chứ các bạn không cần phải mua. Bước thứ ba thì trong cái danh sách đó các bạn phải mua một món hàng trị giá 10 đô, thấp nhất là 10 đô. Thì các bạn chỉ cần mua một món đồ mà các bạn có thể sử dụng cho bản thân mình ngay lập tức. Ví dụ như Thủy thì Thủy mua cái baby wipe, giống như là cái giấy khăn ướt dành cho em bé, hoặc là các bạn có thể bỏ cái kem dưỡng cho bà bầu và trong cái danh sách đó, rồi các bạn mua cái món đồ đó, thì cái món đồ đó là của các bạn, chỉ cần các bạn thực hiện cái đơn hàng đó ít nhất là 10 đô. Thì cái đó là bước thứ ba mà các bạn cần phải làm. Thì khi mà hoàn thành được 3 bước đó thì họ sẽ gửi cho các bạn cái thùng như thế này, hoàn toàn miễn phí. Và cái thùng này thì Thủy nhận được trong vòng khoảng sau khi mà Thủy mua cái đơn hàng 10 đô đó, thì Thủy chờ khoảng tầm chắc cũng khoảng tầm 3-4 ngày á là cái thùng này đến. Thì hôm nay Thủy sẽ mở cho các bạn coi bên trong này là cái gì nha. Thì Amazon nói là cái thùng này có trị giá 35 đô. Thì để xem coi nó có cái gì. Để bên trong nó là như thế này. Một cái phiếu giới thiệu thôi. Ok. Món đồ đầu tiên. Đây là một cái áo đó các bạn. Thì cũng không biết chính xác là gọi, giống như là một cái áo để mặc cho em bé mặc từ đầu đến chân á. Nhìn dễ thương không? Và cái này là của hãng Culture, rất là xinh.
Và cái này thì có thể mặc cho bé bé trai và bé gái đều được. Và cái này thì từ từ 3 đến 6 tháng. Tiếp theo là một cái là hai cái nấm. Hai cái đầu ti cho em bé. Một cái này là cái gì ta? Cái này là cái đồ mà để mình quấn em bé á các bạn. Có hình con ngựa vằn. Rất là mềm. Cái này có thể quấn em bé nè. Rồi các bạn có thể làm cái đồ che để lúc mà các bạn nó hơi bụi. Đồ che của em bé, đồ che khi mà các bạn cho em bé bú nè. Hoặc là các bạn có thể cái car seat mà các bạn có thể nhấc rồi đem em bé đi ra ngoài đường á thì các bạn có thể chùm lại em bé cũng được. Đó. Nói chung là một món đồ nhưng mà nhiều nhiều cách sử dụng. Theo là một bình bú. Bình bú này là của Philips. Rất là nhỏ nhỏ, rất là xinh xinh. Cái này thì mình đem đi. Và cái đầu mút là giống như dạng silicone á, rất là mềm. Theo nữa là một là một cái áo giống như là cái áo này khá là dày mặc vào mùa đông được. Áo này thì từ từ mới sinh cho tới 6 tháng của hãng Hanes, làm từ Ấn Độ. Cái này giống như là áo áo ấm vậy các bạn. Một chai dầu gội đầu cho em bé. Thì những cái chai mẫu này giống như là chai dạng đem đi du lịch đó, thì Thủy thích những cái chai nó cỡ như vậy nè. Thì mình thử được nhiều. Thì mình thử xong rồi nếu như mà nó hợp á thì các bạn có thể mua chai bự hơn. Chứ tụi không có muốn thử mấy cái dạng mà trong cái túi nhỏ xíu xíu. À, ví dụ như trong cái túi này mà cái này thì nó là giống như là cho da em bé dưỡng da. Cái hãng này cũng khá là nổi tiếng và rất là tốt, thì có sử dụng một số loại kem dưỡng của cái hãng này và nó rất là lành tính đó. Thì giống như cái túi này nè, nhiều khi nó cũng bất tiện đó các bạn mở ra rồi các bạn phải sử dụng hết trong vòng một lần luôn. Và một túi khăn giấy ướt cho em bé. Cái này thì mình đem đi ra ngoài khi mà em bé mình đem em bé đi đâu đó thì cái mấy cái túi nhỏ nhỏ này rất là tiện. Trong đây thì có trong đây thì không biết có bao nhiêu miếng, à có 10 miếng. Và ở đây thì nó có thêm một cái phiếu giảm giá 1 đô, 1 đô off. Và cái này là cái cái miếng miếng mút, nó là miếng mút đúng không, giống như là cái miếng để mình khi mà mẹ cho bé bú á, thì nhiều khi sữa nó bị ra hoặc là nó bị giống như nó bị chảy ra, thì cái này mình có thể để ở trong cái áo để không có để sữa thấm ra ngoài.
thì cái này thì mình có thể thử xem coi mình có thích không. Thì cái này thì gồm có 2 miếng và có thể sử dụng buổi sáng hoặc buổi tối đều được, và cũng là của hãng Philips đó. Đó là những thứ mà Amazon gửi cho Thủy trong cái thùng Welcome Baby Box. Thì thật sự là Thủy cảm thấy cái thùng này có giá trị, và Thủy cảm thấy có những cái món đồ mà các bạn có thể sử dụng lâu dài. Ví dụ như cái này các bạn có thể sử dụng rất là nhiều nhiều việc trong cái khăn này. Rồi các bạn có thể, cái này cũng có thể sử dụng trong một khoảng thời gian khi mà các bạn làm ra ngoài đường với em bé. Rồi cái này nữa, các bạn thấy không, những cái món đồ á, đây cái này thì những món đồ này em bé có thể sử dụng lâu. Ví dụ như cái này nữa. Rồi đây, bình sữa em bé á, cái bình này, với một cái bình này thôi các bạn có thể cho em bé á, cũng như là sử dụng trong vòng vô cũng phải 3 4 tháng. Rồi kèm theo là mấy cái mẫu thử rất là đơn giản và rất là hữu ích nữa đó. Thì thấy là cái thùng Amazon này là Thủy rất là thích, và Thủy cảm thấy nếu như mà các bạn muốn có những cái đồ em bé muốn thử những cái hộp như thế này thì các bạn nên đăng ký một hộp trên Amazon. Cái thứ hai mà Thủy cái trang web thứ hai mà Thủy muốn chia sẻ với các bạn, trang web này thì họ không có chuyển tới tận nhà cho các bạn, nhưng mà các bạn phải tới tận cửa hàng của họ để lấy. Đó chính là cái túi này từ Target. Thì các bạn cũng tạo cái baby list giống như là đăng ký ở trên trang web đó, rồi các bạn tới chỗ dịch vụ khách hàng á, các bạn đưa cho họ cái mã code, cái mã mà các bạn đăng ký online, hoặc là các bạn đến tận cửa hàng rồi các bạn đăng ký cũng được. Sau khi mà họ thấy tên của các bạn ở trên trang web thì các bạn sẽ nhận được một cái túi này hoàn toàn miễn phí luôn các bạn. Ngoài Target ra thì các bạn có thể đăng ký ở trên Buy Buy Baby. Cái này các bạn cũng có thể đăng ký online, offline, nhưng mà các bạn phải tới cửa hàng để nhận cái túi như thế này. Nhưng mà cái chỗ Thủy ở thì lại không có cửa hàng Buy Buy Baby, cho nên nếu như mà thành phố hoặc là chỗ các bạn có cái cửa hàng đó thì các bạn có thể tới đăng ký và nhận được một cái túi miễn phí, và có thể chia sẻ cho Thủy biết rằng bên trong cái túi đó có những cái gì nha. Và cái túi này Thủy nhận được ở bên Target đó. Cái túi này mình không là lấy hết món đồ này ra là cái túi này có thể sử dụng được cũng rất là nhiều việc. Bây giờ tụi mình xem coi bên trong này có cái gì ha. Đầu tiên là một cái túi tã để các bạn thử. Ở trong này là có 3 miếng, và cái này là của hãng Huggies. Tại giấy thì rất là cần, và Thủy muốn sử dụng thử nhiều để xem coi là nó có hợp với em bé của mình không. Và cái tã này thì có thể sử dụng cho em bé từ 1 cho tới 14 pound, khoảng tầm 6 kg là em bé có thể. Cái này thì có thể mang cái tã này thì mình nghĩ rằng em bé, cái này dành cho em bé mới sinh đó, thì sẽ rất là tiện. Cái này cũng là tã luôn các bạn. Cái này là tã nhưng mà là của hãng Honest. Thì trong cái này thì có xem nào. Cái này có bao nhiêu cái ta? Cái tải này nó nói là từ 8 đến 14 pound.
em bé nặng. Thì trong cái túi này thì có hình như là chỉ có một cái tã thôi. Ở trong này thì có một cái giấy ướt cho em bé gồm có 10 miếng. Cái tã của em bé nè, có hình ở bên ngoài hình con hươu cao cổ. Cái hãng này á, theo như Thủy biết thì cái thiết kế cái tã của nó rất rất là dễ thương, nhưng mà giá thì hơi đắt một chút. Và Thủy nghĩ rằng là nếu như mà giá hơi đắt nhưng mà chất lượng của giá hơi đắt mà chỉ vì cái thiết kế bên ngoài này thôi thì Thủy nghĩ nó cũng không cần thiết lắm. Nhưng mà nếu như mà chất liệu của nó tốt á thì có thể Thủy sẽ mua lại. Và đây là cái tã thứ hai hình con gấu trúc. Vậy là cái túi này có hai cái tã với lại một cái túi giấy khăn ướt. Đó thì Thủy sẽ thử cái hãng này xem coi là em bé của mình nó có hợp và nó có thích không. Tiếp theo là một bình bú của Dr. Brown. Cái bình nó sẽ là dạng như thế này. Thiết kế của bình bú cũng khá là quan trọng nha các bạn, tại vì có nhiều bé nó sẽ thích cái đầu ti của cái bình bú này. Có nhiều bé thì nó lại thích cái đầu ti của bình bú khác, cho nên các bạn có thể nếu như mà có những cái dạng bình bú nhiều loại khác nhau thì các bạn cứ giữ hết những cái bình này xem coi là em bé nó có thích không, nó có hứng thú với lại cái bình đó không thì mình sẽ mua cái hãng đó. Một cái khăn giấy ướt 10 miếng, cái này như là của Amazon cũng có cái hãng này qua chợ web, và cũng có một cái phiếu giảm giá 1 đô. Cái này là của em bé, dầu gội cho em bé mới sinh không cay mắt của Johnson Johnson. Một chai dưỡng da ban ngày. Một cái chai dầu gội của hãng Cetaphil. Một cái nấm cho em bé. Mẫu thử dưỡng da của cái hãng này. Cái này là cái nó có hai cái pad chạy cho mẹ lúc mà cho em bé bú mà cho tránh cho sữa nó thấm ra ngoài á, nhưng mà là của hãng này. Và có hai cái túi để mình đựng sữa. Đây đây là hai cái miếng để mình thấm sữa cho mẹ, và hai cái túi này để mình đựng sữa. Cái này là hai cái rồi ta.
hai cái trong này, hai cái túi bên ngoài thôi các bạn. Đây, hai cái túi này, hai cái túi đựng sữa và có cái thông số để mình có thể biết rằng là bao nhiêu sữa ở trong này. Em như là cái xà phòng để mình giặt đồ cho em bé các bạn. Cái này là cái khăn giấy mà lau mũi cho em bé khi mà em bé bị chảy mũi á. Thêm một cái mẫu thử dưỡng da. Một cái này là cái sản phẩm để dưỡng cho cái da ở cái bụng mà khi mà mình mang bầu. Thì đây là cũng là cái loại mà Thủy đang sử dụng để mình nó nói là để giống như là tránh có vết nẹt rạn da. Ngoài ra thì hãng Honest có gửi thêm mẫu thử dưỡng da cho mặt, cho cơ thể và sữa tắm cho em bé. Hai cái túi nhỏ nhỏ này để mình thử. Và cuối cùng là một quyển, giống như là một cái quyển book, một cái quyển những cái phiếu giảm giá của bên Target. Thì có rất là nhiều thứ mà các bạn có thể mua ở đây. Các bạn có thể mua cái miếng pad này, cái miếng thấm mà để thấm sữa ra á, với $2 miễn phí của cái hãng đó. Rồi $1 cho cái chai dưỡng da bụng. Rồi có $5 off cho cái hãng Philips khi mà mua cái đồ làm ấm, cái bình sữa nè. Rồi đã nước xả vải cho em bé. Rồi mấy cái bình bú cũng có những cái giảm giá luôn. Nói chung là các bạn có thể sử dụng rất là nhiều thứ ở trong này nếu như mà các bạn shopping ở Target. Đó là toàn bộ những cái Thủy nhận được ở bên Target. Và có thêm một trang web nữa và Thủy đăng ký nhưng mà chưa có tới cái hộp đó. Đó chính là Walmart. Thì Walmart lúc trước á, thì Thủy thấy rằng có một số video thì họ nói rằng Walmart nó họ tính phí là $5.99. Thì lúc đó Thủy không có đăng ký. Nhưng mà dạo gần đây thì Thủy có coi những video khác thì họ nói rằng là Walmart có cái dịch vụ mới và họ hoàn toàn miễn phí cho một cái thùng hàng giống như là mẫu thử luôn. Cái dạng là giống như là dành cho em bé như vậy và hoàn toàn miễn phí, và Thủy đã đăng ký nhưng mà hiện tại thì nó cũng chưa tới. Khi nào nó tới thì Thủy sẽ mở cho các bạn coi, còn trong video này thì Thủy chưa có cái thùng hàng đó. Đó là ba cái website mà Thủy muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có thể nhận được những món đồ mà em bé các bạn có thể sử dụng được, hoặc là những cái mẫu thử mà các bạn có thể thử trước khi mua những cái món đồ chai bự hơn. Với các bà mẹ mà đang có ý định nuôi con bằng sữa mẹ thì máy hút sữa là một trong những dụng cụ mà các bà mẹ cần phải có, cần thiết. Và Thủy nhận được một cái máy hút sữa này là hoàn toàn miễn phí luôn các bạn. Đây cái máy này và đây cái hiệu. Thủy nhận được cái máy này hoàn toàn miễn phí qua bên bảo hiểm. Thì để nhận được cái này thì các bạn có thể gọi trực tiếp ở bên bảo hiểm để xem coi là những cái hãng nào, những cái máy nào mà họ có thể họ chi trả cho mình. Hoặc là các bạn có thể lên cái website này, các bạn có thể đăng ký thông tin của các bạn chọn ra cái máy nào mà các bạn thích. Sau đó họ sẽ làm việc với lại bên bác sĩ, họ làm việc ở bên bảo hiểm xem coi là cái
Cái máy mà các bạn muốn á, là bên bảo hiểm nó có chi trả hay không. Khi mà họ có những cái thông tin cần thiết rồi, họ sẽ liên hệ lại với các bạn. Và nếu như mà mọi thứ đều suôn sẻ, đều tốt và đều kiểu như là bảo hiểm chi trả hết, không có bất kỳ vấn đề gì phát sinh, thì họ sẽ chuyển cái máy mà các bạn muốn đến tận nhà, hoàn thành miễn phí, free shipping luôn. Đó, đó là cái mà Thủy nhận được. Và cái máy này thì Thủy thấy rằng là Thủy có đọc review ở trên Amazon, cũng như là cái thiết kế của nó khá là nhỏ gọn và có thể sử dụng ở nhà, rồi sử dụng ở khi mà đi ra ngoài cũng rất là dễ, không có cồng kềnh hoặc là không có quá là nặng. Đó, thì đây đây là cái máy Thủy nhận được hoàn toàn miễn phí qua bảo hiểm. Cho nên nếu bạn nào có bảo hiểm và các bạn muốn có một cái các bạn hãy liên hệ với bên bảo hiểm để nhận được một cái máy hút sữa hoàn toàn miễn phí như Thủy nha. Đó là video thì muốn chia sẻ với các bạn những món đồ mà Thủy nhận được từ những cái trang web online, từ những cái cửa hàng để chuẩn bị cho một em bé ra đời. Thủy biết rằng là việc có một em bé, việc chuẩn bị rất rất là nhiều thứ. Và thì hy vọng rằng video này có thể chia sẻ những cái thông tin, một số thông tin mà sẽ hữu ích cho các bạn. Các bà mẹ, các gia đình đang chuẩn bị đón các thiên thần nhỏ sẽ chuẩn bị cho mình một sức khỏe thật tốt, một tinh thần thật tốt để chờ đón ngày quan trọng. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi, đã quan tâm, đã đồng hành với hai vợ chồng mình trong suốt thời gian vừa qua, và hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ, tiếp tục ủng hộ và tiếp tục theo dõi những video sắp tới của hai vợ chồng mình. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.